Thưa quý vị và các bạn, kể từ sau thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên có bước phát triển nhanh và liên tục trong thời gian dài. Trong quá trình phát triển đó, các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản để lại dấu ấn đậm nét, trở thành quốc gia dẫn đầu về số dự án cũng như số vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên. Qua sự lựa chọn đầu tư, tập đoàn Daikin của Nhật Bản quyết định xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Thăng Long 2 ở tỉnh Hưng Yên từ năm 2016. Đến nay, tổng vốn đầu tư đạt 2.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.100 lao động, hàng năm sản xuất khoảng 700.000 bộ sản phẩm điều hòa, linh kiện thay thế và luôn nằm trong top đầu về nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Năm 2022, doanh nghiệp này nộp ngân sách cho tỉnh Hưng Yên 570 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hưng Yên về vị trí địa lý thuận lợi, đi sân bay, cảng biển nước sâu, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, giáp thủ đô Hà Nội, nguồn lao động dồi dào, người Việt Nam cần cù chịu khó, ham học hỏi. Vì vậy, qua lựa chọn, chúng tôi quyết định đầu tư, đặt nhà máy tại tỉnh Hưng Yên. Sau quá trình hoạt động, doanh nghiệp phát triển tốt, khẳng định sự đầu tư vào tỉnh là đúng đắn. Trong số hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên, với tổng số vốn đăng ký trên 6,7 tỷ đô la Mỹ, hiện Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu với 173 dự án với số vốn đăng ký hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Công ty Panasonic đã thành lập từ năm 2013, trong đó chi nhánh sản xuất máy giặt được đặt tại tỉnh Hưng Yên. Công ty đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ cũng như hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh và ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, từ các chính sách về thuế, quản lý lao động nước ngoài. Tại tỉnh Hưng Yên, không chỉ có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư với số vốn lớn, công nghệ hiện đại, mà Nhật Bản cũng là quốc gia đầu tiên đến Hưng Yên đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Đó là khu công nghiệp Thăng Long 2 do tập đoàn Sumitomo đầu tư, đã trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu trên cả nước và đang được tiếp tục mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tôi thấy rằng tỉnh Hưng Yên đã có sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong những năm gần đây. Chính quyền tỉnh và địa phương thường xuyên có những chuyến thăm, khảo sát tại địa điểm các công ty, nhà máy, tổ chức nhiều buổi đối thoại với các nhà đầu tư, người lao động tại các khu công nghiệp để hiểu rõ tình hình hoạt động thực tế, những khó khăn, vướng mắc của chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Với tư cách là một nhà đầu tư, chúng tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ này. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản chọn Hưng Yên làm điểm đến đầu tư, hữu xạ tự nhiên hương, môi trường đầu tư thuận lợi cùng văn hóa truyền thống tương đồng của Hưng Yên sẽ tiếp tục là lời mời gọi hấp dẫn để các doanh nghiệp Nhật Bản và đầu tư góp phần củng cố quan hệ thắm thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản 50 năm qua.